Number one. Number two. Number three. Hello chào các bạn nha. Hôm nay đây là mình tất cả mấy anh em đi đuổi sóc về. Lúc này mình cũng mang máy mình đi rồi, giờ máy trục trặc các bạn. Xong mấy không quay để cứ đi cả ngày luôn, xong mới về nhà tới nhà mình lấy cái máy khác mình lại quay cho các bạn xem. Giờ lúc này máy mình trục trặc rồi, cứ đi cả ngày luôn không quay được luôn. Giờ về tới nhà mình sẽ quay cho các bạn xem cái này thôi. Mấy anh em đang thu đi các bạn. Đây các bạn nha, chuẩn bị thu đi các bạn ơi. Đây là mật ong nha các bạn. Mật ong nè. Đây nè, mật ong nha các bạn. Đây là nhông nha. Ngon lắm. Lạc bà ra nọ hả nè. Đây là nhỏ mình cho quay các bạn xem nha. Đây nè các bạn ơi, mật mật ong đất đây nha các bạn. Lúc này mình tiếc quá không quay được, cho máy ong ấy nó đốt như không đau đâu. Đây xe rừng các bạn nha. Mấy nhân tôi đánh các bạn. Tí nữa thu xong mình cho các bạn xem nha. Các bạn cũng thông cảm cho mình đấy, là mình không nói rồi, do máy mực đặc. Nhưng máy không trục trặc đây là mình quay tới nơi luôn để các bạn xem luôn. Cách máy nhà bắt sóc. Giờ máy trục trặc lúc này đi về là cứ ngồi ở bên, ngồi chơi đó thôi, đến chiều ở đây về mình lấy cái máy khác mình quay cho các bạn xem về tới nhà. Dạ lên. Chào các bạn nha, thu xong rồi các bạn ơi. Còn hai con thôi, con này này, các bạn nhìn này. Đây bộ lồng các bạn nha. Đây bộ lồng nha. Đây là thu xong rồi các bạn ơi. Đây, thu xong rồi nha. Đây các bạn ơi, cái đầu đây nè, tí mấy anh em đấy là làm để uống rượu thôi nha. Còn mấy cái kia đây để chia các bạn, để chia mang về cho con cái được ăn. Hôm bữa mình cũng làm hết rồi, bữa này đấy là mấy đây nè. Anh ăn. Đây này, cắt hết đầu nha, chỉ ăn đầu với ruột thôi là để uống rượu các bạn.
Này thì này đây là chia về để mang về con cái cho con cái được ăn. Nhiều lắm các bạn ơi. Này mới con mà. Này nhiều lắm rồi các bạn này. Bữa nay các bạn nha, đây mấy anh em đang ngồi nhậu đây các bạn. Chào các bạn. Tôi mừng em đó. Đây, là cái mấy người đấy chắc các bạn biết hết rồi, không cần phải giới thiệu đi các bạn. Quen rồi mà. Quen rồi. Quen thừa rồi. Đây, sóc nướng nha các bạn. Ngon thế nhỉ? Ngon quá này. Thịt thơm. Ui mịn, mịn ăn lỡ. Đây đầu này. Đầu sóc. Đây đầu nha các bạn nha. Đây đầu này. Đây đủ luôn rồi. Mình mời các bạn ăn cái này nha. Cái này ăn nó ngon lắm các bạn đây này. Đang mời các bạn. Nhìn đây. Ngon luôn các bạn ơi. Mình bỏ đây, mình lấy cái này nữa nha. Bỏ ngon rồi tí không? Các bạn thèm sao? Sắp nướng nha các bạn. Xé cái này ra nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Nướng cái này, cái kia. Đây. Mùi ớt và chanh dây các bạn nha. Đá chanh dây không phải đá chanh kia đâu, chanh dây đó. Chanh dây nhà trong ấy. Đây. Ớt, ớt rất nhiều nè. Đang suốt 3 tối nè. Mời các bạn nha. Thật tiện, không ăn cái này. Bắt ngon ngon thật. Quay mình đâm quá hơn cả. Quá ngon luôn. Quay vườn ngã mã cái đây, ngã trong nó chưa rồi. Các bạn nhìn đây. Đây. Lâu rồi. Các bạn khác đi. Nhìn. Đây nhìn. Đây. Anh em ăn. Còn gì giỡn chết á. Quay lại. Các bạn biết là sao đấy, ông kia ông sợ ông do đấy, ông quần ông rắt đấy, ông cứ che xấu hổ ấy. Bảo lên TV xấu hổ lắm. Quần ông rắt. Ông cứ chung lại xong không được quay mặt ông ngại đó. Hay lắm. Đây nhiều lắm các bạn ơi, đây nè. Này các bạn nhìn đây, nhiều lắm. Rồi, mời các bạn nha, uống nha, uống đi nha. Líu, đưa đây này. Đồ chung con này. Thảo với mật ong lúc nãy màu ong đất các bạn. Vui ngọt. Ngọt lắm, vẫn đeo lưng đấy. À, mới sợi đây, uống. Mời nó sợi. Cái này. Cái ngọt lắm các bạn ơi. Cái này. Cháy rồi. Bắt đây. Sợ gì vậy? Mời các bạn nha. Thì anh em mình đã uống sao rồi, mình chưa uống nè. Đúng rồi, quá ngọt quá. Là rượu này là mấy mật ong ngọt quá. Quá ngon này. Điểm pha với mật ong đi các bạn. Ngọt lắm. Anh đừng nè. Đông nè. Mời các bạn nhé. Đây này. Đây là thuốc gia rượu nha. Thuốc gia rượu đúng rồi. Ăn vào cái đây là nó tên rượu luôn. Đấy, cái đây này. Các bạn chỉ biết cái đây là cái gì. Đây xoay các bạn nha. Cái này là đấy là nó lớn hết trời đó đấy. Từ đây thôi. Dạ, rồi. Xoay rừng đấy. Không phải xoay cho cái đấy là mấy anh em nó trồng cái gì đâu. Đây là xoay rừng các bạn. Lớn rồi. Nó già rồi. Chuẩn bị chín rồi nè. Đây thôi, bỏ đây luôn nha các bạn. Này ăn cứ ăn. Rồi chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy video mình hay nhớ ủng hộ cho mình. Mình tiếp tục làm cho các bạn đây video tiếp theo nha các bạn. Để các bạn theo dõi nha. Mình xin chào các bạn. Video tạm dừng tại đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.